Nam Em công khai chỉ đích danh Bùi Quỳnh Hoa là người đứng sau hãm hại mình. Chuyện gì đã xảy ra? Trên trang cá nhân, Nam Em bất ngờ cho đăng tải loạt nội dung réo tên Bùi Quỳnh Hoa cả trực tiếp lẫn ẩn ý. Cụ thể, người đẹp này cho rằng Bùi Quỳnh Hoa đã chơi xấu, đã đâm sau lưng và hãm hại mình trong thời gian vừa qua. Cuối cùng, cái người đâm mình sau lưng lại là người của Bùi Quỳnh Hoa. Hay làm em thật tuyệt vời, vỗ tay. Sau khi khiến dư luận xôn xao với dòng trạng thái này, Nam Em đã xóa đi sau vài chục phút đăng tải. Tuy nhiên, cô nàng tiếp tục chia sẻ nội dung ẩn ý khác rằng Bùi ... bông, em thật tuyệt vời, kem hình quả bong bóng. Nhiều người đang thắc mắc về những mâu thuẫn giữa Nam Em và Bùi Quỳnh Hoa, cụ thể sự tình câu chuyện đằng sau là như thế nào. Sau động thái từ phía Nam Em, phía Bùi Quỳnh Hoa không có phản hồi. Trước đó, nhiều người đã cho rằng giữa Nam Em và Bùi Quỳnh Hoa có hiềm khích. Cụ thể, vào hồi tháng 9 sau khi Bùi Quỳnh Hoa đăng quang, Nam Em đã chia sẻ bài viết đầy ẩn ý ngắn gọn một chữ chê. Nam Em còn chia sẻ thêm một video mà khán giả dựng để so sánh chính cô với Bùi Quỳnh Hoa. Clip này lấy những hình ảnh Nam Em và Bùi Quỳnh Hoa thi Hoa hậu. Tại cuộc thi này, chị gái ruột của Nam Em là Nam Anh cũng tham gia nhưng không đạt giải cao.